Hôm nay Thế Vũ Calisthenics sẽ test thử động tác Full Planche Clap Push-Up, hít đất bật nhảy vỗ tay, khép chân không chạm đất. Và đây là lần thử đầu tiên. First attempt. Wow. 1, 2, cái nữa, 3. Great. Chân vẫn còn chạm đất nha mọi người. Đến với second attempt, lần thử thứ 2. Cố lên nào Thế Vũ, đẩy mạnh lên. Yes. Push lên. Yes. 2, yes, một lần nữa. Và đây là third attempt, lần thử thứ 3. Bật mạnh lên nào, lên. 1, lên. 2, lên. 3, yeah. Ok, vậy là Thế Vũ Calisthenics đã chính thức unlocked skill Full Planche Clap Push-Ups vào ngày hôm nay, thứ bảy, ngày 27 tháng 1 năm 2024. Thank you. Okay.